Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đô Hàng Nhật nhé. Video này của em ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác mấy mã quạt để bàn và các dòng quạt lửng cho các bác nhé. Đấy, lên cho các bác thêm mấy mã đà cassette nữa. Và bác nào thích điện thoại cổ không? Điện thoại để bàn để các bác về trưng bày ấy. Đấy, thì em lên cho các bác mấy cái em là em mẫu thôi chứ còn nhà em nhiều lắm, nó còn nhiều màu đen này lắm. Nên các bác lấy thì cứ chốt thôi. Đấy, điện thoại cổ về các bác trưng bày ấy. Bác xem video thì vui lòng cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin đăng ký kênh. Mọi thông tin chi tiết thì có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634 298 các bác nhé. Đây, đầu tiên thì sẽ lên cho các bác mấy em quạt trước này. Quá chào em tí chỉnh lại cái cam. Đây, quạt này. Đây là em quạt để bàn các nhá, quạt để bàn cánh 30. Toshiba này các này. Toshiba rất đẹp luôn. Toshiba. Đấy, con này thì cổ cánh lồng còn đẹp đó các nhá. Đấy. À đây con này thì bị vỡ mất tí này. Đấy. Để xem nào. Đấy, chạy ok này con này. Rất lắm gió nhá. Đấy, con này nó còn nguyên hiện giờ này. Nó còn nguyên hiện giờ nhá. Tút năng chạy ok. Đấy, Toshiba. Con này là con để bàn con nhá. Đây, bác nào lấy này. Mã này là mã số 529. 529 để cho các bác giá là 550.000 nhá, 550k. Đấy. 550. Đây. Lên cho các bác em quạt lửng này. Quạt lửng của Sanyo nhá. Đấy. San nhá. San thì rất nhiều gió con nhá. Quạt lửng này. Đấy. Quạt lửng Sanyo con này cổ cánh ok, con này vận chuyển về nó bị nứt cho ra này con này, đấy, nhưng còn nguyên mảnh nhá, bác nào về bác dán lại nhá, đấy nguyên mảnh này. Con này thì có chạy đây nhưng mà khô dầu rồi con này. Đấy, có chạy nhưng mà khô dầu này. Đấy, bác nào mà lấy thì em vẫn lau dầu bao chạy ngon lành cho các bác nhá. Đấy, bác nào mà lấy thì em lau dầu ấy, em tháo ra lau dầu cho các bác này cho nó chạy ok luôn. Đấy, Sanyo quạt là con này là con lửng đúng không? Đấy. Đấy, bác nào mà lấy thì em lau dầu cho các bác nhá, bao chạy ngon lành luôn. Sanyo. Đây, bác nào lấy này, mã này là mã số bao nhiêu đấy, 530, để cho các bác giá là 750.000, 750k nhá, 750.000. Đây, một em quạt để bàn của Toshiba nữa con này. Đấy, Toshiba. Toshiba. Đây này, chạy ok con này, cổ cánh còn đẹp luôn con này. Đấy. Con này chạy ngon lành. Con ok hết con nhá. Đấy. Đây lồng này thì về các bác nắn lại cái nó nhá. Đấy. Đấy. Con này đẹp này con này.
con này thì không vỡ sứt mẻ gì đâu. Đấy, con này vẫn còn hẹn giờ này con này. Đấy. Đấy, vẫn còn hẹn giờ bình thường. Rút năng các thứ chạy ok. Đấy, quạt để bàn của Toshiba, con này rất đẹp con nhá. Đấy, đang lấy. Mã này là mã số 531. 531 này để cũng để cho các bác giá 550.000 thôi. Đấy, quạt để bàn. Đấy, quạt này rất nhiều gió con nhá. Đây, một em Toshiba. Quạt này là quạt lực con nhá. Toshiba quạt lực này. Con này thì hình thức còn ok luôn con này. Đấy, hình thức đẹp nhá. Đấy. Quạt lửng. Đây. Đấy. Chạy ok quá nhá. Đấy, chạy ok này. Đấy. Hẹn giờ con này. Đấy, quạt lửng Toshiba. Mã nào lấy này, mã này là mã số 532, để cho các bác giá 750.000 nhá, 750k. Các bác xem video ưng được mã nào thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá, 0968634298. Đây. Để bàn này con này. Đấy, bác nào lấy về lau chùi trưng bày thôi. Đấy. Trưng bày thôi nhá con nhá, ra ngoài ra để trưng bày thôi. Đây. Chạy ok này. Đấy. Số vẫn quay. Đấy, nhà em thì rất nhiều cái dòng này, đấy, em chỉ lên điểm vài mã thôi. Đấy. Bác nào lấy này. Mã này là mã số 533. Để cho các bác giá là 350.000 nhá. 350.000 một con. Đấy. Đây. Màu đen này. Đấy. Cũng như vậy thôi. Đấy. Này em thì còn rất nhiều màu đen này, các bác nào vào lấy thì các bác cứ alo nhá. Mã số 534 350.000. Đây, một em màu đen nữa này. Đấy, con này kẹt rồi. Nếu mà bác nào lấy thì em lấy cho các bác con nào quay ok nhá. Đấy, kẹt thì lấy con khác cho các bác. Đấy, vẫn cứ lên mã nhá. Kẹt thì lấy con khác cho các bác quay ok là được. Đấy, mã 535. 350.000. Đấy. Đây, em còn rất nhiều cái màu đen này con nhá. Đấy. Bác nào mà thiện chí thì cứ alo cho em. Đấy. Em còn rất nhiều. Đấy. Tất cả mặt hàng bên em có chuyển khoản hết thì em bao ship nhá. Bác nào mà cọc thì có chịu phí ship. Đấy. Riêng có cái lọc không khí thôi. Cái lọc không khí thì bọn em không bao ship các bạn. Đấy. Đấy, bây giờ thì sẽ lên cho các bác mấy mã đá cassette các nhá. Đá cassette. Đây. Con này thì hơi há cửa, con này bị tụt cửa đó các bạn. Con này tụt cửa nhá. Đây là cửa này. Đấy, về các xem cửa. Cái em Toshiba này. Em luôn tìm hiểu về các chiến dịch. Toshiba Bombay 3. Con này thì cửa nó bị tụt rồi. Về các bác chỉnh lại nhá.
RT8080S này. Con này thiếu anten, đủ nút. Xóa những biển tờ rơi quảng cáo ở phường Vĩnh Hưng. Ngoài ra thì anh còn tham gia dọn dẹp khuôn viên của ký túc xá của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Em thấy đây là những hoạt động vô cùng nhỏ, tuy nhiên là nó vô... Con này radio giải 90 con nhá. Radio hoạt động này. Con này có cả line đây. Cassette thì về các phải dọn nha, dọn cả cái cửa này của nó đi. Đấy, nút niếc đầy đủ nhá. Anten con này thiếu rồi. Đấy. Bán nguyên tình trạng thanh lý về cho các bác thôi. Mã này là mã số 536. 535 điện thoại rồi. Mã số 536. Ba cái điện thoại mà. 536 này để cho các bác với giá là 800k nhá, 800.000. Đây lên cho các bác em Sony về bé này. Các bác về để đầu giường nghe radio này. Đấy, Sony CFM 170 TV. Đấy. Hình hài là một nhánh hoa dài. Hay nhiều. Con này radio giải tần 108 các nhá. Radio thì hoạt động này. Đấy, cassette thì em thấy nó chưa chạy, về các dọn dẹp cassette này nhá. Không thì bác nào lấy về nghe radio thôi. Nghe thời tiết, nghe thời sự cũng được. Đấy. Con này thì đủ nút nhưng mà thiếu anten các nhá. Anten nó gãy này. Đấy, thanh lý luôn cho các bác nhá. Mã này là mã số 537 để cho các bác cái giá là 400k nhá. 400.000. Các xem video vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin đăng ký kênh nhá. Đây lên tiếp cho các bác em một em Brotel này. Đủ nút, đủ anten. Đấy, nhưng con này chân nó hơi bé. Con này thuộc dạng của chân bé các bạn. Đây, chân nó bé. Con này khả năng thanh lý mù cho các bác thôi, Brotel. Cầm rất nặng luôn nhá. Đấy, rất là nặng luôn. Con này hình thức thì cũng là ok luôn. Đây bắt đầu theo OT414 này. Đấy. Thanh lý mù. Mã này là mã số 538. 400.000. Đấy, 400k. Đây lên cho các bác em mà Toshiba này. Này Toshiba RT2150 các nhá. RT2150. Đủ nút, đủ anten, dòng mono nhỏ này. À, chị thấy Thủy Ngân rất là hào hứng và cả xúc động nữa khi mà nghe những cái đóng góp của câu lạc bộ đối với môi trường chung. Mà một trong những hoạt động rất là nổi bật đó là hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2023. Vâng, ngoài những hoạt động như chiến dịch Giờ Trái Đất. Đấy, con này radio giải 90 hoạt động các nhá. Đấy, cassette em thấy nó chưa chạy đâu. Đấy. Đấy, bác nào lấy này, Toshiba. Cửa này thì nó hơi tụt về, bác chỉnh lại nhá, không bác nào để lấy nghe radio không cũng được. Mã này là mã số 539. 539 để cho bác giá là 450.000, 450k. Có cái con em Aiwa này rất đẹp đây con này. Này. Aiwa này, Aiwa TPR670. Đấy mặt mũi này, nút niếc anten đầy đủ nhá, rất đẹp luôn. Và con này vấn đề là vận chuyển về đây nó vỡ cái góc dưới này con này. Đấy, nó vỡ cái góc này nhá. Đấy, em bán nguyên tình trạng này thôi. Về vận chuyển như nào thì em báo cho bác vậy, nó vỡ chỉ vỡ đáy thôi. Còn nếu bác cứ để như này các bác demo, cái góc này vẫn ok. Đấy. Vẫn còn đẹp nguyên. Đấy. Nếu các bác để đứng lên các bác trưng bày vẫn còn nguyên ok. Đấy, rất là đẹp luôn.
Mà giá thì những em như này thì giá rất là rẻ thôi. Radio giải 108 các bác nhá. Số gọi 1400 6225. Thậm chí là đi ngược lại với lối sống lành mạnh này, là một người hoạt động mạnh mẽ vì môi trường và hẳn cũng đã tìm hiểu khá là sâu sắc về những cái tác hại của việc sống ngược đãi với môi trường. Vậy thì cuối chương trình, Thủy Ngân có điều gì muốn chia sẻ và muốn gửi gắm tới những bạn mà đấy, con này radio giải tần 108 các này. Radio thì hoạt động nhá, cassette em thấy nó chưa chạy, về qua dọn dẹp cassette nhá. Đấy, không có bao giờ lấy với em này về trưng bày cũng được. Đấy, giá rất rẻ luôn. Mã này là mã số 540. Để cho các bác giá là 500k nhá, 500.000. Đây, lên cho các bác một em Hitachi này. Con Hitachi mặt trước này giả gỗ các nhá. Giả gỗ, dòng đài mono. Hitachi TRK5310. Đấy, giải tần 90. Con này thì đủ nút nhưng mà thiếu anten các nhá. Đấy. Nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo. Con này radio giải 90 con nhá, radio giải 90 hoạt động này. Cassette thì em thấy nó chưa chạy đâu. Đấy, con này các bác về lau chùi là ok. Đấy, anten thì các bác lên Shopee thôi, 10 15.000 cái. Đấy. Các bác lấy trưng bày hay nghe thì giá bây giờ nó rất là hợp lý rồi. Mã này là mã số 541. Để cho các bác giá là 500k nhá, 500.000. Các bác xem video dùng mã nào liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968 634298 các bác nhé. Đây, lên cho các bác một em này là một em cũng là Hitachi này con này, Hitachi giải 90. Đấy, Hitachi TRK5410. Đấy, 5410. Đấy, giải tần 90 các bác nhé, dòng mono này. Này về các bác dọn dẹp, con này bị kẹt nút nữa rồi. Đấy. Vẫn vào điện nhưng mà chưa thấy rõ được con nhá. Về các bác phải dọn dẹp em này rồi. Đấy. Con này thanh lý thôi, con này đủ nút, đủ anten, đủ đồ cho các bác này, mặt mũi còn đẹp nhá. Đấy, thanh lý bác nào lấy này. Mã này là mã số 542. Để cho các bác giá là thanh lý cho các bác giá 400 nhá. 400. Để các bác dọn dẹp. Đây. Có một em Toshiba này con này. Toshiba giải tần 90, là mono này, đẹp này con này. Toshiba RT3300D. Con này mặt trên còn đẹp luôn, mặt trước cũng ok. Đủ nút nhưng mà thiếu căng ten. Đấy. Trẻ con sau khi mà ra viện thì các bạn có những cái hình vẽ là hình cô bác sĩ hoặc là cô điều dưỡng đang chăm sóc, thay băng, thay gạc, thậm chí là tắm gội đầu, cắt tóc cho các em. Con này thì radio nó vẫn hoạt động thôi coi nhá, nhưng mà về qua chỉnh lại cái nút nước này này. Đấy, nút này nó hơi bụi đấy. Radio giải 90. Đấy, Toshiba. Này thiếu anten, Toshiba RT3300D. Giá rất rẻ thôi. Đấy. Mã nào lấy đây? Mã này là mã số 543. Để cho các bác giá là 500k nhá. 500.000. Về qua dọn dẹp nhá. Yeah.
Đây, lên tiếp cho các bác một em sáp này, sáp QTI13U con nhá, QTI13U đấy, dạ tần 408, dài dài này con này, đủ nút đủ anten con nhá, đủ nút đủ anten. Đấy, con này radio giải tần 108 hoạt động có nhá, sáp này, tiếng nó rất là hay luôn. Đấy, cassette thì em thấy nó bên này còn quay này, bên này thì nó quay chậm này. Đấy, nói chung là điều chạy thôi, về các bác phải thay dây cuza đi. Đấy, sáp nhá, mã nào lấy này, mã này là mã số 544, để cho các bác giá là 700k nhá, 700.000. Các bác xem video vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin đăng ký kênh. Đây có một em Sony rất đẹp con này, Sony CF1511 nhá, giải tần 90. Đấy, con này hình thức rất là đẹp luôn này. Đấy, dòng đài mono nhỏ. Ừ, con này đẹp thế mà. Ở đây giáp chưa cắm. Con này giải 90 được không ạ? Em chưa rõ là sao nữa, vì FM thì có sóng mà AM thì không thấy gì. Đấy, về các bác dọn dẹp thôi vì nó giải 90. Đấy, hình thức thì rất là đẹp luôn. Đấy, thanh lý cho các bác, về các bác dọn dẹp nhá. Mã này là mã số 545, để cho các bác với giá là 500.000 nhá, 500k. Đây, nên cho các bác một em Genna Rồ là cái con gì đây, TFC1110, đấy, giải tần 90, đủ nút, đủ anten này. Đấy, em chưa biết con này là cái con gì. Bác nào, con này là thuộc hãng Sanyo con nhá. Đấy, bẩn nút được ạ, bẩn nút được ạ. Đấy, bẩn nút rồi, có vào điện nhưng mà chưa thấy kêu đâu, bẩn nút rồi. Đấy, thanh lý cho các bác thôi. Mã này là mã số 546, thanh lý cho các bác về dọn dẹp nhá, 400.000. Đây, lên tiếp cho các bác một em Na này, Natuna, con này con RX5090 các bác nhá, 5090, giải tần 90, đủ nút đủ anten này. Đấy, 5090 là có cả lá đậm diện rộng. Từ đêm nay Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 2 tháng 3 có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét.
có nơi. Đấy, con này radio giải 90 hoạt động các anh nhá. Cassette em thấy nó chưa quậy chạy đâu. Đấy. Đây, na này, bắt đầu lấy này. Mã này là mã số 547. Để cho các bác giá là 950.000, 950k. Đây lên cho các bác một em Toshiba này. Toshiba RT770SD. Con này thì gãy mất 1-2 cái nút này. Đấy, gãy mất 2 cái nút này nha. Đấy, thiếu mất căng ten. Đấy. Em này lên khả năng thanh lý cho các bác thôi. Có vào điện nhưng mà chưa thấy rõ được đâu các bạn. Đấy, ở đây gãy thêm cái nút này nữa các nhá. Đấy, thanh lý cho các bác thôi. Thanh lý đi. Đấy, Toshiba này. Rất là to, hầm hố, giá rẻ. Mã này là mã số 548 để cho các bác giá 600k nhá. Đây lên cho các bác em Na này. Natuna RX4940 nhá, giải tần 108 này. Giải tần 108 đủ nút đủ ống ten. Đấy. Con này rất đẹp rồi con này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có chuyến thăm không báo trước đến Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, bà Baerbock cho biết nước này đang xem xét về cách thức bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp hệ thống vũ khí tầm xa. Cùng ngày, giới chức Ukraine cho biết nước này đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân. Con này radio hoạt động có nhá, cassette còn quay nhưng mà các bác về các bác vẫn phải dọn thay ra Tuzoa đi. Đấy, Natuna này, giải tần 108 luôn nhá. Mã này mã số 549 này, để cho các bác giá là 750.000, 750k nhá. Đây, em sẽ lên cho các bác nốt một mã cho nó tròn đi. Đây một em Iowa full hộp đây này. Đấy. Iowa full hộp. Con này cửa nó bị há các bạn. Về quá xem cái chân cửa này xem như nào nhá. Đây nó full hộp như này. Đấy. Đây nguồn ở đây. Con này có sẵn dây nguồn luôn. Wow. Mở cửa này. Đây con này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, đã bao giờ cảm thấy chán nản khi món đồ dùng cũ không thể làm sạch hoàn toàn, gây mất thẩm mỹ, hoặc chiếc túi phiên bản giới hạn yêu thích bị xóa hết sạch phải cốt? Hãy thử áp dụng các mẹo vặt đơn giản. Đấy, radio hoạt động luôn nha, con này thì mới cứng rồi. Cassette cũng chạy con nha, giải tần 108 này. Đấy, Iowa. Đấy, bắt đầu lấy này, giá rẻ thôi. Con này có cả một cục nguồn luôn con nha. Cục nguồn con này rất nặng luôn. Nguồn này thì cục này thì cắm chỉ 100V thôi con nha. Đấy, vẫn phải cắm 100V. Đấy, full hộp Iowa này. Mã này là mã số 550, để cho các bác giá là 400k nhá, 400.000. Đấy, các bác xem video ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968 634298 các nhá. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Em xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo nhá.